Hôm nay mình vừa nấu xong món chè thập cẩm, hay mình còn gọi là món chè 3 trong 1, kết hợp của các hương vị tự nhiên, rau củ quả, chè bưởi, củ lăng hay mình làm hạt nịu, và chè bánh nọt mình làm từ lá dứa. Và bây giờ mời các bạn cùng mình vào bếp nhé. Đầu tiên mình sẽ làm hạt nịu trước nhé. Đây là mình có quả nịu, mình gỡ hạt cho vào máy xay, mình lọc lấy nước đỏ. Tiếp đến củ năng, mình dùng loại củ năng đóng hộp hôm nay nhé, mình không mua được củ năng tươi, mình sắt nhỏ ra, các bạn đừng sắt nhỏ quá nhé, cho vừa thế này thôi. Và bắt đầu mình ngâm vào nước quả nịu mình vừa xay xong nhé. Trước khi mình ngâm vào nước nịu, mình cho vào đây 2 thìa cà phê đường nhé, để khi hạt nịu của mình sẽ có chút ngọt đậm đà. Tiếp đến mình làm màu xanh nhé, mình cắt lá nếp cho vào máy xay, sau đó mình lọc lấy nước màu xanh. Tiếp theo mình cho vào 4 tablespoon bột đậu xanh. Hôm nay mình không làm bột năng nhiều vì mình làm thành phần chính là bột đậu xanh cho con lọt, vì bột này rất là dai. Và bột này tên của nó là mung bean starch. Các bạn có thể mua ở tất cả các tiệm Việt Nam hoặc tàu, tiệm nào cũng có, rất là thông dụng để làm bánh. Tiếp đến mình cho 1 tablespoon bột gạo. Mình dùng hiệu bột gạo này nhé các bạn. Tiếp đến mình thêm 1 thìa bột năng, và hôm nay mình chỉ dùng 1 thìa bột năng thôi để làm con lọt bánh nó trong hơn. Sau đó mình cho thêm vào 1 tablespoon đường để tạo thêm vị ngọt dịu cho con lọt. Sau đó mình quậy đều với nước lá dứa vừa xay. Tiếp đến là phần củi bưởi, mình đã sơ chế cho hết hăng và đắng, và mình cho vào nồi luộc với phèn chua. Sau đó mình cho ra, mình ngào với 2 thìa canh đường các bạn nhé. Cũng làm cho chè bưởi ngấm ngào thêm đường cho đậm đà. Và đây là các thành phần chính cho món chè của mình đã xong, bao gồm củi bưởi đã ngào đường, đậu xanh ngâm, hạt nịu mình đã ngâm nước và đường, và đây là nước bột con lọt cũng đã xong. Và bây giờ mình bắt đầu đi nấu nhé. Đầu tiên mình sơ chế phần củi bưởi trước. Củi bưởi sau khi mình đã ngâm đường, mình lọc hết nước, mình gạn hết nước ra, và mình cho vào một túi ni lông và bắt đầu mình đi sắc với bột lăng. Cách này làm cho củi bưởi áo một lớp vỏ ngoài bằng bột lăng. Các bạn có thể áo 4 đến 5 lớp cũng được, và mỗi một lần áo các bạn cho một tí một thôi nhé. Tùy các bạn thích lớp áo bên ngoài dày hay là mỏng. Mình áo 2 lần ở trong túi ni lông này cho các củi bưởi rời ra, và sau đó mình cho ra tô để mình lắc được đều hơn. Và tổng cộng là mình lắc bột năng này 5 lần các bạn. Ở món chè bưởi thì mình sẽ đi xên củi bưởi và đường trước khi mình rắc bột năng. Nhưng đây là món chè bưởi cùng với lại hạt nịu nên mình cũng làm tương tự như hạt nịu, là mình muốn cái cùi, cái bột năng nó dày tương tự như hạt nịu nên là mình không mang đi xên, mình lắc trực tiếp luôn. Và cùi bưởi của mình đã dày, tơi và đẹp thế này rồi các bạn, mình mang đi luộc nhé. Mình cho tất cả các cùi bưởi vào nồi nước đang sôi,
Khi mà cắt quỳ bưởi, mình thấy nước bột đã trong và nổi lên thì mình vớt ra cho vào chậu nước lạnh nhé. Cách này sẽ làm cho quỳ bưởi trong và không dính vào nhau. Và phần quỳ bưởi của mình đã sơ chế xong. Và bây giờ mình tiếp tục đi luộc hạt lựu nhé. Mình làm tương tự như vậy, mình cho tất cả hạt lựu vào tô, mình lắc qua bột lăng, mình áo và mình cũng áo khoảng 4 đến 5 lớp nhé, tùy mình thích vỏ dày hay mỏng. Sau đó mình dây hết cái lớp bột áo thừa ra một cái bát và sau đó mình cho hạt lựu vừa áo bột xong cho vào nồi nước mình vừa luộc xong quỳ bưởi mình luộc nhé. Và khi các bạn đổ vào thì các bạn đổ từng tí một nhé, không là nó dính dưới đáy nồi và nó dính kết vào nhau đấy. Sau khoảng vài phút, bạn thấy hạt lựu bắt đầu nổi dần lên và trong thì mình cũng bắt đầu mình vớt ra và mình ngâm vào chậu nước lạnh nhé, tương tự như với quỳ bưởi nhé. Các bạn nhìn này, hạt lựu của mình đã trong rồi đấy, và màu đỏ tự nhiên rất là đẹp. Và các hạt lựu của mình tách rời nhau, một trong và đẹp. Tiếp đến mình mang đậu xanh đi hấp, sau đó mình mang đi mình nghiền nhé. Và đậu xanh này mình đã ngâm qua đêm các bạn ạ. Khi đậu xanh đã nghiền nát xong, mình cho vào một cái chảo mình mang đi xên nhé. Khi mình xên, mình cho vào 2 thìa canh đường, 1 thìa cà phê muối và khoảng 300-400ml nước cốt dừa. Nếu các bạn mà muốn ăn đậu xanh của mình mềm và hơi nhão một chút thì bạn có thể cho thêm nước cốt dừa hoặc cho nước trắng cũng được. Còn mình muốn ăn nó sệt sệt đặc một chút thì mình chỉ cho khoảng 300ml hôm nay. Tùy theo độ mềm, độ lỏng, sệt mà mình thích nhé. Tiếp đến mình cho bột con nọt đã ngâm vào cái nồi, quậy cho nó chín nhá trước khi mình làm con nọt. Bột đã bắt đầu nặng tay và sánh rồi, đặc rồi các bạn. Mình bắt đầu mình quấy nhanh và quấy đều nhá, không cho bột vón cục lại. Bột bắt đầu chuyển màu và sánh các bạn này, bắt đầu trong dần lên rồi đấy. Mình tiếp tục đảo nhanh không để cháy nồi nhé. Và khi mình nhấc con nọt lên, mình thấy con nọt dẻo và bắt đầu rơi có đuôi thế này rồi thì mình bắt đầu tắt bếp và mình mang ra mình làm con nọt. Và mình nên làm con nọt khi mà con nọt còn nóng này các bạn nhé. Trong khi mình quấy con nọt chín, mình đã đặt một nồi nước sôi và mình đổ một nửa nước so với cái nồi nhá. Và đây là khay mình làm con nọt. Bây giờ mình múc tất cả bột này vào cái ô để làm con nọt nhá. Và mình muốn con nọt dài thì mình để khoảng cách của nồi mức nước và cái khay cái con nọt để cao lên. Thì các bạn nhìn này, nó sẽ chảy xuống dài. Còn khi các bạn để nó sát với mặt nước quá thì con nọt của mình nó sẽ ngắn. Và các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết nhá. Con nọt của mình nó chảy nhanh này các bạn này. Nếu mà các bạn làm bột đặc quá thì con nọt sẽ không chảy được đâu. Nó sẽ ngắn. Và các bạn có thể làm loãng hơn một chút nữa thì con bột nọt của bạn sẽ rất dài. Và đây là con nọt của mình thấy là trung bình là vừa rồi các bạn ạ. Sau đó mình vớt hết con nọt đã nổi lên mặt nước cho vào tô nước đá
cách làm lạnh đột ngột này sẽ làm con nọt của bạn rất là dai. Mùi nước lá dưỡng rất là thơm. Và mình cứ làm liên tục như vậy cho đến hết nhé. Nếu trong quá trình làm số bột còn lại của bạn không đủ nóng để nó chảy nhanh và nó dính thế này, thì khi các bạn cho bột vào cái khay làm con nọt thì các bạn lắc lắc để cho con nọt nó rơi xuống nhá, cho nhanh nhá. Và cuối cùng là mình làm đến nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa của Thái Lan đấy các bạn này, 400ml. Cái loại này rất là thơm và đặc. Mình cho cốt dừa vào một cái nồi, sau đó mình liên tục quậy đều chứ không để nước cốt dừa đọng dưới đáy và cháy. Mình quậy liên tục như vậy cho đến khi nước cốt dừa sôi thì mình cho vào 3 thìa đường. Vì hôm nay mình không dùng nước đường để làm nước chan chè nên là mình sẽ dùng 3 thìa đường vào nước cốt dừa. Tiếp đến mình cho một tí muối nhé các bạn, một chút thôi để cho đậm đà. Mình tiếp tục quậy đều và mình muốn nước cốt dừa thêm sánh và đặc thì mình cho một tí nước bột gạo. Các bạn cho một chút thôi nhé. Ở đây mình không muốn dùng bột năng vì bột năng sẽ làm cho nước cốt dừa của mình trong và đặc. Nếu các bạn ăn ngay thì không sao, còn nếu các bạn để lâu thì nước cốt dừa có bột năng nó sẽ làm cho nước cốt dừa của bạn đặc dính. Bây giờ món chè của mình đã chuẩn bị xong rồi nhá. Mình chuẩn bị múc ra cốc để thưởng thức thôi. Và đây là 4 cốc chè của mình. Mình vừa làm xong đây các bạn. Trông rất là đẹp và rất là ngon. Mình chúc các bạn thành công nhé.